Ban chỉ 7 màu xanh nha anh em. Ban chỉ 7 màu xanh con lúc trước qua cho anh em á, bên này nó lớn rồi. Lớn rất là nhanh luôn. Đây anh em. Chưa đầy một tháng mà nó lớn rất là nhanh luôn anh em. Hiện tại nó ăn, mình cho chủ yếu là nó ăn sâu canxi nha anh em. Mình cho nó ăn dường như là 70% thức ăn của nó toàn là sâu canxi anh em. Cho nên lớn rất là nhanh. Đây, ba con trĩ 7 màu xanh nha anh em. Hiện tại 7 màu xanh là có giá cao nhất ở trên thị trường so với 7 màu vàng và 7 màu đỏ. Đây anh em, lớn rất là nhanh luôn. Hiện tại có 3 con lớn và mình có một số trứng đang trong quá trình bồ câu đang ấp nha anh em. Đây. Hiện tại có nhiều anh em đặt cọc rồi. Tuy nhiên cái số lượng nó chưa có nhiều cho nên mình chưa có bán được. Đây anh em. Lúc nhỏ thì nhìn nó như con gà vậy thôi. Nó khác một cái là cái màu của nó với cái đuôi của nó dài hơn. Đây anh em, ba con màu xanh. Rất là đẹp luôn. Con nhỏ mình phải ấm liên tục bằng bóng điện này anh em, phải ấm bằng bóng điện như thế này trong vòng 2 tháng, tại vì cái loại này nó là cái loại ngoài tự nhiên anh em, mình thuần á cho nên nó không có mạnh như gà được, mà nó rất là dễ bị nhiễm gió anh em, mà để về gió nó bị nhiễm gió là nó rất là dễ cống chân, nó lạnh chân là nó cháy kìa, cho nên phải ấm liên tục như vậy trong thời gian 2 tháng anh em. Và trong một ngày vậy là mình sẽ rửa cái chỗ ấm nó ra 1-2 lần để cho nó quen với cái thời tiết ở bên ngoài nha. Rồi 2 tháng sau thì mình bắt đầu mình mới cho nó ra bên ngoài. Đây. Trĩ 7 màu xanh nha anh em. Hiện tại cái loại này là đang có giá trị rất là ok trên thị trường.